đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 2. Tài sắc danh thực thủy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được, có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đó qua tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Có 5 điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn trí âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có 3 điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được, đó là thời gian, lời nói và cơ hội. 3 điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. 3 thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. 3 điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có 3 điều làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người
không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lạy, vang sinh trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì đều không nên thô lỗ, nếu không ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai hay vui, buồn tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Vì vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tay, sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đối khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái,
Đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ. Có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa đây thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu, khi gặp phải khó khăn cũng vậy. Không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai, thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết thiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn.
Nhưng bạn nên hiểu rằng trên thế gian này không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gập ghềnh tới đâu cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn ạ. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ bụi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thụy thì mới tốt, và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên, siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học thì cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc, để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu thì con cháu mới nhờ được dạy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành, thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau.
Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta, người, thân, sơ mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này, thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời, thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. Bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt, giống như gần cá ương, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu, thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, tròn đủ, và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt. Bạn nên gần gũi để học hỏi, nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân, nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, thầm giao với nhau cốt ở lòng chân tình. Không vì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc. Nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập. Hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối. Bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy
bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình xiết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa, tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận, sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua. Thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền, phải nên bố thí. Tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh. Danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy, các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế, niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi.